Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa ơi, lạy Chúa. Khi ấy, Giêsu nói với các môn đệ, khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu. Bây giờ người sẽ được lên thang vinh hiển của người, các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người và người sẽ cách biệt họ với nhau như một tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bây giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: nào, những kẻ cha đang chúc phúc hãy đến thừa hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi ngay từ đũa tạo thiên lập địa. Vì sự ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng, ta hồi đồ các ngươi đến hỏi han. Bây giờ những người công chính sẽ thưa rằng: lạy Chúa, có bao giờ Chúa đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ Chúa có được thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: quân bị quyền chúa kia đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sư thần của nó. Vì sư ta nói: các ngươi đã không cho ăn, ta khát các ngươi đã không cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã không tiếp rước, ta trần truồng các ngươi không cho ăn, ta đau yếu và hồ đồ các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bây giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: lạy Chúa, có bao giờ Chúa con thấy Chúa đói khát hoặc là khách lạ hoặc trần truồng đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bây giờ người sẽ đáp lại họ rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những anh em, những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để được hưởng sự sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa khi thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Cái mục đích sống của con người, đặc biệt là đối với người Kitô hữu, là Thiên Chúa, là nước trời, điểm đến mà con người phải cả một đời để phấn đấu, để rồi tìm ra được qua cái sự công chính của con người là được hưởng sự sống muôn đời ở trước thánh nhan của Chúa. Đó là ước vọng, và đó cũng là cái thao thức của mọi người, đặc biệt là những người đã bước theo Chúa, những người tin đồ. Thế nhưng trong cuộc sống, đôi lúc người ta cảm nhận hình như có một chuyện gì đó đang ngăn cản cái con đường chúng ta đi với Chúa. Có lẽ là những cám dỗ, có lẽ là sự yếu đuối của con người ở trong cuộc sống. Ngày hôm nay, cả bài đọc một và đọc bài tin mừng, người ta sẽ cảm nhận được đây là một bài huấn giáo về đời sống luân lý của con người. Và đời sống luân lý này không phải là trong tương quan với Thiên Chúa, mà trong tương quan giữa con người với con người. Tất cả những gì ở trong sách Lê Vi mà chúng ta vừa nghe ở trong bài đọc một nói đến những việc mà chúng ta không được làm với anh em của mình khi mà tháo
những cái thiệt thòi khi bạn có những tai tiếng cho anh em của mình. Và ở trong cựu ước thì chỉ dừng lại ở phần tiêu cực, đừng làm chuyện này, đừng làm chuyện khác cho nhân của mình. Và bài kinh mừng, người ta sẽ cảm nghiệm một cái kết luận khác, một cái cách hướng dẫn khác. Mỗi khi ngươi làm cái này, cái kia cho nhân của mình là ngươi làm cho chính tâm này. Với tâm hướng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta dẫn thân hơn, phải tạo nên một sự chủ động ở trong tương quan với anh em của mình. Đó là cái cách mà chúng ta đến được với Chúa và gặp với Chúa và đạt đến được cuộc tình của mình. Gần như một cái tâm tình đó của đồng của chay, trong những ngày đồng của chay, để mời gọi chúng ta có một cái thái độ sống với tâm tình của chay, cái tiêu chuẩn để được vào nước trời, tiêu chuẩn để được sự sống của đời đơn giản quá. Mỗi lần mà anh em cứ làm một việc gì dù bé ngọt nhất cho một người anh em của mình là làm cho chính Chúa, có bao giờ chúng ta nghĩ được như vậy chứ? Có bao giờ chúng ta nhìn xuyên qua người anh em của mình thấy ở đó có sự yêu chí của Chúa hay chưa? Chúng ta xin Chúa cho mọi người chúng ta ý thức được cái thân phận yêu quý của con người, và cũng biết rằng ở nơi người anh em của chúng con, cho dù nó xấu đến đâu nữa thì nó vẫn còn những điểm tốt. Bởi vì chúng con tin chắc rằng với một người công giáo, với một người bạn đời tôi, với một người tín hữu hay bất cứ một ai khác, con người chính là hình ảnh của Chúa và chính Chúa hiện diện ở trong tâm hồn của họ. Để qua đó chúng con biết tôn trọng, chúng con biết yêu mến anh em của mình. Nó là cách để chúng con bắt đầu, chúng con đến với Chúa.